Là vì mới bữa bị trăng treo sáng rõ, lúc
này mừng đêm đã tối mò. Phải rồi, tôi sang thầy Nghiêu đánh mặt, nhờ thầy Nghiêu phương hướng chỉ cho kim trúc ít của miền tiêu dụng.
trùng là sao hả thầy? Tứ trùng là trúng tù, đến đâu người ta nấm đầu đến đây. Thầy ơi, vậy bây giờ tính sao thầy? Chuyện như thế này anh này, dạ, giàu quá, đến gần nó mới ứng, chứ ngồi đây mà khoa bói nó không linh anh à. Nghĩa là sao thầy? Bây giờ anh cứ dắt tôi đi đến đây, động đâu thời đoan đó là trúng. Không được, đi làm chi thêm khó chứ, mọi lúc có thầy đâu. Này, không có tôi thì anh đang lạc vẹt mà thôi, chứ có tôi thì anh trúng to. Không được, thầy mù loà ở nhà, tôi đi một mình tôi thôi. Anh đi mình anh đâu? Tôi đi một mình tôi à. Này, anh đi mình anh, tôi là lò. Đố thầy la xe. Là tôi đúng nhà bây giờ chứ la. Anh cứ để tôi đi đi. Nói đùa chứ lý gì mà tôi lại đi đốt nhà thầy? Thôi có đi thì đi thầy à. Có thế chứ. Vậy thử đi anh này. Nào, đi thầy. Giải thầy khôn, giải nhất nhiều nhau, sướng khổ cùng chung số thầy ơi. Đi thầy à. Quằn quọt suốt ngày, bây giờ lão nó trật cái con họng chưa? Nói chui cũng được, nói ngược cũng xong. Thôi, lão nói mặc kệ lão, anh em mình cứ vào đánh một giấc khỏe lòng, cho tội gì xuống cả bè giữ của cho cái nhà lão bất nhân này. Phải, đi ngủ anh. Thôi, đi anh, đi. Khuya rồi đấy, thầy ngồi đây để tôi nhà tôi xem thử thế nào nhé.
họ ngu hết cả rồi. Thầy bói cho ông Khóe đi. Ông Khóe rồi nè. Dạ, anh cầm ngay. Ui, anh Ốc ơi. Dạ, Khóe có thần rồi. Thần vậy sao hả thầy? Thần vậy nè, anh vào hư trên nam, đánh cái ngạch chứ món nước, cứ tuốt vô trong buồn ấy. Anh nhớ là tiền bạc tôi để trong rương á. Dạ, trong hòm mà. Dạ, áo quần nó treo trên tường á, gò nó để trên thúng á, bưng ra. Dạ, đây thì thầy. Đứng đây. Tôi chào nha. Quá nơi không chết hết rồi. Thấy thấy rồi nè. Có thấy còn sống còn nào không? Còn tội nào cả. Thầy đứng đây. Tôi vào tôi đầu nhặt đi nghe. Anh Ốc ơi. Anh Ốc ơi. Anh Ốc ơi. Anh Ốc ơi. Mũi gan quá nơi. Này cá nộm đi ăn trộm mà lấy số muối. Ăn trận thì ăn trận, ăn gan cách này chết thì còn đâu mà ăn. Thầy ngồi ở đây cắn răng ngậm miệng lại mà chịu. Sao thầy la người ta nghe ra ta nhắm đầu thì khốn giờ. Vậy à, tôi vào để nghe thầy.
rồi. Để rồi mày nói lý với tao. Dân làng đâu? Dạ. Coi cần lấy nó đây. Dạ. Gia đình. Dạ. Anh xã, mời anh về tôi uống rượu chơi. Vâng. Vô lý, người ta đi bói về, nó giật cái hòm của người ta, nói người ta ăn trộm, trói người ta, cầm người ta, nghĩ có ức không, có ngon không, có ngon không? Im mồm, cho người ta ngủ chứ. Các anh cứ ngủ, ức tôi nói, vô lý. Các chú làm thất lý lắm. Bây giờ ngồi bàn với nhau mới thấy rằng việc bắt anh thầy bói này là nguy hiểm. Mai giải lên nguyện thì đời nào quan lại bỏ tù cái thằng mù lòa này. Quan túm là túm cái đứa có tóc, chứ ai là túm kẻ cạo đầu. Chưa nói đến mọi khoản, riêng cái việc đi lên đi xuống tốn phí ăn quan ngàn đường, rồi mỗi một lần đến quan phải mua mấy chai rượu của bà huyện đến dâng lễ cho quan huyện. Quan huyện thu xong rồi lại đưa về nhà sao cho bà huyện. Bà huyện lại bán lại một lần nữa cho lý tưởng với trùm sò. Mà cứ thế là chai rượu nó luôn hồi. Chết rồi tầm sò em ơi. Chết rồi em ơi. Không biết liệu làm sao bây giờ.
kia kìa, cậu kia cậu. Tôi đã báo là đừng đi, cứ đòi đi rồi báo khổ cho người ta chết lợi gì đâu. Tại anh hết á, chứ tại tôi sao nào? Tại anh lúc sai hướng này người ta bị nấm đầu, thì tôi vào hướng chánh nam chứ còn hướng nào nữa. Thôi, nhất hào sai thiên lý, dầu quả anh có biết đâu. Này, nào đồ đâu? Dạ, gói đồ đây thầy. Này, anh Úc ơi. Dạ. Khi nó làm tờ khai tại xích hậu mà, nó mắc ba cái kiềng vàng, bốn đô hoa tai vàng, thứ đây để đâu? Tất cả trong gói này. Vô lý, vàng bị bọt mảnh bỏ trong này. Này, chứ làm gì mà sơ sảng cùng vậy? Anh quất cái trong người anh á, bỏ ra mình gì à? Này, tôi đã nên lộn trong gói đó thôi mà. Vô lý, thầy xem vàng mà bỏ trong gói này. Anh ơi, gì vậy thầy? Cái đồ mới to này này, này thơm phức. Không thấy gia trời, thầy mà thấy cái chi mà gia trợ. Này này, vậy bí chứ này. Anh ơi, dạ, đồ này mà, anh nên băng đi, băng này, bị rồi. Dạ. Thầy ơi, thầy định giá bán cái này bao nhiêu tiền hả thầy? Băng gấp mà băng nhẹ, 100 con. Làm gì mà đắt quá vậy? Tao bán hoài cái thứ này mà bán được đem tiền về đây chia. Chia sao thầy he? Lẽ là tính nhất cửu mà thôi, tôi với anh mà cho anh em với nhau, tôi tính nhì bác. Nhì bác là sao? Nhì bác là tôi to. Thầy làm tôi em to vậy? Anh này nói tất cười này, gồm có này. Con này, đánh tôi như đánh chó. Anh làm cái gì? Đồ ngạch này, rút vô mở đồ đem ra. Tôi hỏi thầy cho tôi chui vào, mà nắm cái đầu tôi không đi ở tù với thầy. Anh mở tù ấy, cho hết, không lấy một tử. Nói cho tôi tình thôi, anh em mình bán đem tiền về nhà tôi rồi kia. Vâng, tôi bán rồi mang tiền về thầy cầu và tiêu chung hả thầy? Không giờ thầy ạ. Thank you.
lên. Mới gì hết á, chị cứ ý quen rồi trả để mặt, để tôi đi bán người khác. Chú nói lâu nghe lắm, chú ăn cơm thì cho tôi ăn cháo mới chứ chú ốc. Cái việc này á, chỉ có nhà con mẹ hến thôi. Tôi đã bàn với chú rồi đấy, tôi vào đây trước để bùa niệm chú, sau cậy chú cầm tôi lập đàn càng cúng vái mặt tôi. Xong rồi sao sao thầy? À, xong cái việc này rồi tiền công đức chia đều mời chú chứ. Vâng vâng, mời thầy vào. Em nó qua nó nói rằng bác có mất một bận đồ nhiều lắm, nhưng mà gặp tay ai kia chứ còn tay nhau này á, mà nó có mang lên trên trời kéo nó xuống đó. Anh thấy vui nó có cuốn chúc nó lên đó. Anh thấy tài chưa? Dạ, thưa bác, bây giờ bác cho một người cầm môi. Dạ, con cầm môi có được không ạ? Chú mày hả? Dạ, anh thầy xem thử nè. Dạ, coi cổ cũng được đấy chứ. Ra đây nào, sẵn sàng. Tàu nữ hương đèn đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em mới mua đấy cậu ạ. Mới mua? Dạ. Chứ không phải ăn trộm. Dạ thưa cậu, không cậu ạ. Gia đình. Dạ. Mời anh Đại về nhà nghỉ rồi tao về. Dạ. Mời anh về đi rồi tôi về. Dạ. Anh hả? Dạ. Mụ này ta thôi dám chưa của giang của tôi đã rõ ràng, xin nhờ làng thanh xử cho tôi. Có tôi, anh đừng có lo. Cô Hến. Dạ. Cô Hến. Dạ. Đồ cô mới mua à? Dạ thưa cậu, đồ em mới mua đấy cậu ạ. Chắc thế à? Dạ thưa cậu, dạ chắc cậu ạ. Được. Dạ. Anh Trùm, ta phải xét để cho liễu sự. Mụ vì tham nên muốn hòa giang cho anh. À, chứ anh muốn cái gì lạ vậy anh hả? Để tôi nói cho anh nghe. Con mẹ này là con mẹ chồng chết. Ừ. Nó là một con có tiền. Ừ. Lâu nay là chưa những đồ gian lậu. Ừ. Gặp cái dịp này thì ta cũng kiếm chắc chút ít chứ. Anh nghĩ đó coi. Có giải lên quan thì quan ông cũng kiếm chắc thôi. Tôi hiểu ý anh rồi đấy. Nhưng mà mấy bữa nay tôi tốn kém cũng nhiều. Ừ. Anh tính sao phân phải thì tôi giả lơ cho anh thôi. Được rồi, tội gì nó anh. Phải. Cô Hên. Dạ. Bây giờ công việc như vậy, cô muốn ở tù hay là muốn ở nhà? Dạ thưa cậu, đàn bà hóa bụa, dạ ai lại muốn ở tù cậu? Ừ. Dạ. Đàn bà con gái, không chồng không con, đi ở tù thì bỏ nhà cửa cho ai? Dạ, dạ thưa cậu, tội lắm cậu ạ. Ừ, dạ. Hết muốn ở nhà vậy thì sống trăm bạc tạ làng, tan vật giao cho nguyên chú, vậy là được ở nhà chứ. Dạ, thưa cậu, có bao nhiêu tiền thì em mót máy mua hết cả rồi. Dạ bây giờ trong nhà mà còn một đồng điếu nào thì em chết dạ không thấy mặt hai cậu nữa đâu ạ. Ừ. Dạ. Hên nói mình nghe rất là cảm động. Dạ. Dạ. Không nói lâu thôi gì hết á. Lòng đầu giải quan thôi. Dạ. Cậu nói đùa hay là nói thật đấy? Tao mà nói đùa với mày à? À. Mày nói thật à? Này đừng thế đây hóa bủa mà toan việc vu oan. Tao đây có của tiền, tao đem nạp cho quan, thà cho cọp còn hơn cho chó à. Cho chó đó mày à. Ờ, anh ra, anh ra nó nói không kìa. Con này mới láo chứ. Sao dám cả gan nói bọn mày chó à sao? Hả? Miệng mồm lỗ mổ, ăn nói lại nghinh ngang chứ. Dân đâu? Dạ. Tôi đầu giải lên qua.
đây tuy xuất thân lại điếm, nhưng mà chúng đánh cũng biết mùi. Làm quan như tôi lấy quá cậy ngọn roi, chứ làm quan nuôi lỗ miệng. Nghề làm quan phải có manh lớn chứ, khôn khéo xử bao vụ việc. Bất kỳ là vụ nào hơn thua chỉ ở đồng tiền. Dạ, bấm qua. À, thầy lại này, dạ. Con đường hôm nay sao lại vắng bên nguyên mà cũng không bên bỉ vậy? Dạ. Ai? Quan. Hả? À? Dạ. Anh Cứu. Đi đâu đây? À, đến mừng quan. Đến mừng quan à? Hôm nay quan bận thôi, hai anh chịu khó đi về nhá. Ờ, mình biết quan lúc nào là không bận. Nhưng mà gặp ai chứ còn gặp anh thì chuyện gì lắm. Gặp tôi nhưng mà... À, được. Tập. Được, kính anh. Đứng đây vào bẩm quan lại nhé. Được anh. Dạ bẩm quan. Dạ, có xã Đại Giang đến hầu quan ạ. À. Ờ, nó vào. Dạ. Xã. Dạ. Dạ, trước công đường đốn thủ, tôi Lý Tưởng Đại Giang đem lễ đến bẩm quan, có đơn xin đầu cáo. Mày là Lý Trưởng xã Đại Giang à? Dạ. Thế mày đem cái lễ gì vậy? Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Dạ. Lễ. Dạ. Trong đơn tử trùm sò thất đạo. Trùm sò là thằng nào? Dạ, thằng nào của con ạ. Tao nghe mày giàu có lắm phải không? Dạ, bấm cũng đủ đủ ăn thôi. Thầy lại nè. Dạ. Trong cái đơn này thằng trùm sò nó khai là nó bắt quả tang Thị Hến qua gian. Như vậy Thị Hến chứ còn ai à? Dạ. Thị Hến đâu cho vào? Dạ. Hên đâu? Quan rồi. Đã lại gần đây quan hỏi, hết năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm quan, năm nay em 25 tuổi. Ừ. Chồng con thế nào? Dạ bẩm quan, dạ chồng em chết lâu rồi. Tội nghiệp chưa, đầu xanh tuổi trẻ mà hóa chồng, quan nghe quan tuổi cái bụng. Quan hỏi cá khai báo rõ ràng, để rồi quan xét xử. Cứ khai đi, có quan đây không sợ gì. Dạ, dạ bẩm quan, từ khi mà chồng em chết đến nay, thời nghề bán buôn vẫn giữ, còn việc trộm cắp dạ biết đâu. Ừ, mình đừng bà quá bụa, biết gì cái chuyện trộm cắp. Dạ. Nhưng mà mình có của thời mua, cốt là do đứa bán. Khai đi để mà quan bắt nó. Dạ, dạ bẩm quan, thời chú ốc bán quá cơm chạng vạng, lúc đó có cậu Tùm, cậu xã đây, Tùm sò qua nhận lấy tức thì. Dạ, dạ bẩm quan, xã trưởng đòi 100
nhờ quan xét chữ, con dân thật nhiều điều, dạ ức quá đấy quan ạ. Được, để đi cho quan. Dạ. Tụi kia. Dạ. Mày thấy cảnh nhà mũ hóa rủ nhau đến kiếm anh à, cho nên không tư hòa, bày mới vi bằng. Chứ nếu thuận ý bày không, giải huyện cái gì, đó bộ thằng Lý mày nuốt không thôi. Dạ, mày đem lên đây. Dạ, bấm quan. Ông nghe mày đã điêu ngoa có tiếng, sắm quan ra mày bán đứng, bay anh à. Để, dạ, đập nó xuống, đánh 30 theo, dạ. Nằm xuống. Nằm xuống. Một, ui, một, ui, một, ui, một, ui, đập lên, một, ui. Một này, một này, một này. Cứu. Nằm im. Chứ. Dạ. Thầy lại nè. Dạ. Thầy lại mau tháo gấp trác văn, bắt thằng Liêu thằng Ốc đến gấp đi. Dạ. Còn thị hên khá ra ngoài khai báo, trong 3 ngày nữa quan sứ cho mà về. Thầy đề cũng muốn phong lưu. Lạ thật, sai lính tìm thị hến đã lâu, vào trò chuyện mà chưa thấy tới à. Dạ thưa thầy. À, thế nào? Thưa thầy, thị hến đã đến. À. Xin chào cô Hến. Dạ, xin chào thầy. Mời cô vào. Dạ. Lễ. Dạ. Thầy Tha Hầu. Dạ. Mời cô Hến vào chơi. Dạ. Lễ. Dạ. Thầy Tha Hầu cho nghe chưa? Thưa. Xuống nhà dưới chơi. Thưa thầy, cho em ở đây hầu thầy, em xuống nhà dưới xa, thầy gọi em không nghe. Thôi, cho ra quán uống rượu, đi. Ra quán ngồi xuống buồn lắm. Coi bộ hết tiền là phải không? Đây. Mời cô Hến vào chơi. Dạ, thưa thầy, em ngại cô đề trông thấy thì rầy rà vô phép lắm. À, không ngại ngùng gì cả. Hôm nay là nhân mũ đề đi khỏi, hãy vào đó mà chơi. Dạ. Ngồi chơi. Dạ, em xin phép thầy. Ủa, mà phép tắc gì? Phép tắc là ở chốn công đường kia, chứ còn đây là kinh nơi tư riêng của mình mà phép tắc gì? Không có phép tắc gì cả. Cô Hến này,
khá cho miếng trầu vôi. Người ta thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện, thêm thắm tình quen biết. Cô có ăn trầu xin miếng chơi? Dạ thưa thầy, em không biết ăn trầu. Cô hết? Dạ. Chứ cái việc mà hôm trước quan dạy cô ra quán làm tờ khai, tới bữa nay cô đã làm chưa? Dạ thưa thầy, chưa. À cha cha, tới bữa nay mà cũng chưa làm à? Chết chưa, trễ rồi đó. Mà nhất là cái việc qua trữ đồ ăn trộm, mà tới bữa nay chưa làm thì có khi tù đó. Tù đấy. Thế bây giờ Hến mới nghĩ như thế nào? Dạ, em định đến nhờ thầy đấy. À, hôm nay là Hến định đến nhờ mình đấy phải không? Dạ. Hến cũng phải nghĩ như thế nào chứ. Dạ thưa thầy, em nhớ ơn thầy đi. Ơn hỏi em chi hả? Mình với nhau, miễn là mình giúp Hến thì Hến phải nghĩ như thế nào đấy cho nó phải. Dạ thưa thầy, em hậu tạ thầy chứ lo gì. Thôi tạ tùng chi, mình với nhau hả? Miễn là mình giúp Hến thì Hến nhớ ơn mình thì được thôi. Dạ. Thôi được rồi, để mình làm giúp cho nghe chưa. Dạ. Cô Hến. Dạ. Bây giờ cô ký vào đây. Dạ thưa thầy, em không biết chữ. À, nghiệt quá à. À thôi được, không biết chữ thì cô điểm chỉ vào. Dạ thưa thầy, điểm chỉ thế nào thầy bày hộ em với chứ. Khó gì, cô cứ đưa hai ngón tay lên kẹp lấy tờ giấy này rồi tôi làm sao tôi làm. Đó. Đó. Khó gì đâu. Đây. Đây này. Đó. Dạ. Ủa chị Hên. Cái gì ạ? Tôi đi tìm quá mệt thế mà chị lại ở chơi đây. Mày tìm làm gì vậy? Dạ thưa thầy, dạ quan có lệnh đòi ngay. Chị Hên, chị phải mau đi gấp. Quan đòi việc gì mà đòi bất tử hả? Dạ thưa thầy, dạ quan bảo dạ việc này gấp hơn tất cả các việc nào khác đó. Thôi mày đi trước đi rồi cô Hến đi sau, nghe chưa? Dạ. Đi. Đi. Dạ. Đi. Dạ, thầy cho em đi. Chào thầy ạ. Tướng ta là Bá Láp, thầy quan cũng Tam Thiên. Nghĩ lại như tôi với ông Huyện, địa vị thì nhường nhịn cho yên, chứ còn tình ai chịu sút thua sao được chứ. À, đem cái việc này mách lại với bà Huyện, bà phải lo rào trước, thì ta sẽ phỏng tay trên chai vô. Lòe loẹt lấy cây dâm, cây miếng.
bẩm bà, dạ nhà em khỏe. Thầy đề à, tôi định sang nhờ thầy một chút việc, không ngờ thầy lại đến đây quý hóa quá đó. Mà tôi trông thầy như có việc gì vậy thầy? Dạ bẩm bà, hôm nay em qua đây thưa cho bà hay câu chuyện, kéo sau này rồi công việc nó vỡ lở ra rồi bà lại tách. Vậy chút việc gì vậy thầy? Thầy cứ nói cho tôi nghe đi thầy ạ. Việc gì vậy thầy? Dạ bấm bà, dạ cái việc này á, là giữa em với quân huyện là tình thầy trò. À. Làm thinh thì cũng khó. Ừ. Mà nói ra rất ngại lòng cho bà. Vậy chút việc gì thầy cứ nói cho tôi nghe đi. Không bao giờ tôi mất quân huyện nhà tôi đâu thầy. Nói đi thầy, nói đi. Dạ, bà hết lòng thì em xin nói cho bà hay. Ừ, thầy cứ nói đi thầy ạ. Thôi nói đi. Dạ, bà cho em nói nhỏ. Ừ. Thấy chưa, nếu như bà cứ để chiếc thuyền con cứ thuận mái xuôi dòng, dạ thì gốc cây lớn sẽ bị người bới rễ đó bà. Ờ, phải rồi, nghe đà rõ lẽ mà thấy nói sung gian chứ. Thầy đề, hèn chi mà ở công đường thì mau mẹo khéo toan, về tỉnh tất thì ngồi nhớ ngúng gục với chứ thầy. Dạ bấm bà đi, dạ cái thứ đó mà ngồi đâu là ngủ. Thầy ạ, cách mô chứ cách ni thì ạ. Dạ bãi sang ạ. Thầy đã ơi là thầy đã. Dạ bấm bà, xin phép bà cho em về. Bà cho em về. Khờ khổ, không mấy khi thầy sang thì sang thì cho tôi hay tôi la lối ôm xồm như vậy. Phiền đến thầy, thầy bỏ qua cho nên thầy. Dạ bấm bà, dạ có sao đâu. Thầy nghĩ đó coi, không nói ra thì nó hư da bãi sáng. Dạ. Mà nói ra ở ngoài người ta không biết, người ta cho tôi là ghen. Mồ Phật, tôi không biết ghen là gì đâu thầy. Dạ, dạ bấm bà có biết ghen đâu. Ừ. Nhưng mà tôi thấy ông huyện nhà tôi, ông làm cái điều chướng chướng mà tôi đi ghét ôi thầy à. Dạ, dạ bấm bà chứ lâm cảnh bà chứ rồi lâm cảnh ai thì cũng cứ nói vậy thôi. Đó, thầy là người dân, thầy thấy tôi hiền hậu thật thà, thầy còn thương thầy. Huống chi ông huyện nhà tôi, ông là tình nghĩa vợ chồng mà ông có ông hại tôi à thầy đà. Khổ lắm bà, khổ lắm. Dạ, dạ bấm bà, quan về. Tôi xin phép bà cho em về. Bà đã chờ cơm chưa? Chờ cơm cũng chờ ông về đó chứ. Chờ cái gì thì ở nhà chú trước đi cũng được. Ông nghe người ta nói à, thà là giữ con tu đực còn hơn chực một bữa cơm đó. À, nói cái gì lại, cái việc quan thì nó phải trễ chứ nè. Trời ơi, trễ gì mà trễ luôn có ba bữa vậy ông. Trễ ba bữa là may á, cho nó trễ đến 6-7 ngày cũng phải chịu. Ừ, nói mà nghe vậy thôi, với ông á, trễ 10 bữa mà trễ luôn cả tháng cũng ai dám nói gì ông. Cũng xem lại nước giam kia kìa, đã trở 3 ngày nay rồi đó. À, cái gì lại trốn nước kia? Đối với ai kia chứ với tôi á, hễ con rùi nó bay ngang qua rùi đất rùi cái tôi biết rồi đấy ông ạ. À. À, cái gì lại rùi đất rùi cái? Ê, bà dối bà ra ngoài đó bà chứ. Ông thách tôi sao ông huyện? Dối ra ngoài chứ. Thừa này có ai để cho đàn bà làm quan ở đâu? Tôi mà được làm quan thì cái công việc này tôi xứ dư đi ông ạ. Bà chữ thế nào bà nói tôi nghe thử à. Ông không biết thì tôi bày cho ông đây này. Thị Hến là một con mẹ đàn bà hóa, dám hoa tử đồ ăn trộm. Tôi tan chứng rõ ràng. Bây giờ mình mới biếu cái thằng Trùm Sò mất trộm ấy, chịu cho mình năm chục bảy chục gì rồi cho nó về là một. Còn cái con Thị Hến ấy đáng lý là phải bỏ tù cái nó rụt xương ra, nhưng thôi
bảo nó đút lót cho mình 53 chỗ gì rồi cho nó về là hai. Nếu nó không chịu thì sao? Nếu mà nó không chịu á, cổ nó xuống trường giam. 3 bữa là nó lòi tiền ra chứ có khó gì đâu ông. Làm quan muốn ăn tiền người ta phải xử cho nó có lý có sự, cho nói như bà cho nó kiện cho mà tróc da. Ừ, bởi vì ông có hỏi nên tôi đây mới nói. Nói là nói với ai kìa, chứ với ông á, ông xử gì được nữa. Bởi vì ông biết rồi. Này, bảo cho ông đây này, rõ thị hết là con quỷ quyệt. Bảo đừng có nổi máu dê mà tìm cách thuê thoa nghe chưa. Giao trong đây này, một xử, hai xử, ba bốn ông cũng phải xử. Khá xử xong mà đuổi nó về nhà, còn để mãi thì tôi dạ. Việc gì? Dạ bẩm quan, từ tôi Vân Châu Trác bắt Nghêu Ốc giải hầu à. Dẫn vào. Dạ. Nghêu. Dạ. Quan đòi. Dạ. Bò quốc mai này. Dạ dạ. Đi với quan mà cặp quốc vào nách à. Dạ. Bỏ ngoài này. Dạ. Thầy cứ ơi, cho tôi gửi quốc sư thầy. Anh đòi gì quốc à? Anh đòi gì quốc à? Nhanh lên. Tội quá thầy, chủ nhà mông mà hở đâu mất đó thầy. Tội quan đòi nhanh lên, nhanh lên. Thôi thôi, tôi gửi thầy đó. Quỳ xuống. Dạ. Bảo nó ngất cái mặt lên. Ngất mặt qua xem. Nghêu. Dạ. Như mày là thân đuôi mù, sao dám lâu thôi khá khai báo cho quan xét xử. Dạ. Cầm lại con lối mày xét lại cho con nhờ. Con đi bố ơi, về đến đây nó giật cái hầm của con. Trong đây có 4 quan tiền mua rượu à, tiền quả nó giật hết. Chứ còn con này nuôi ai mất quá con giữ. Vậy mà con mắt thành hình có mấy đời thầy bố gian thôn. Như mày thầy thế đuôi chẳng sợ, thấy việc quấy cứ làm. Lệ. Dạ. Đập cổ nó xuống, đánh 30 kèo cho tao. Dạ. Nằm xuống. Chết thầy ơi, tội quá thầy. Đậu gì, nằm xuống. Nằm xuống. Qua rồi, qua. Ê, ta đánh đâu lại. Dạ chưa là thầy. Ừ. Dạ tôi sợ quá thầy. Sợ gì, nằm xuống. Ôi trời, sợ. Ôi trời. Thầy này. Thôi kìa,
Mặt mày xem rất dữ, quá là đứa hung tàn. Lệ, dạ, đập cổ ra, cưới khảo cho tan xương, bảo nó khai đi. Nếu mà kiêm khai ắt phải mang trọng tội. Dạ. Nằm xuống. Khai đi. Khai đi. Khai đi. Khai đi. Khai đi. Nó bấm quan tôi xin khai. Khai đi. Bẩm quan, như tôi là cực chảy đã, phải ăn tâm đêm tối, chứ được đâu như kẻ cướp ban ngày. Bọn cướp ngày nhan nhãn ra đó mà quan không bắt. Hôm nay quan lại bắt tôi xin khai và xin vào tù, đặng mà hai bữa cơm được lãnh là mấy. Chứ còn ở ngoài tôi đói khổ, tôi còn đi ăn trộm nữa, như vậy là một kiếp sống ngày càng thêm khổ. Vậy dạ, cho nó vậy. Đúng vậy. Yêu quan rồi. Dạ. Bây giờ tao lại quan tôi tối lắm con ơi. Nêu. Dạ. Nghe quan sứ. Dạ. Tên thầy bói mắt mù nhà khó. Dạ. Mới một lần quan cũng thứ tha. Dạ. Lại quan con về. Quan. Từ đây về sau đừng có điên trộm nữa, nghe chưa? Dạ tao lại quan. Con tha con về thế này. Dạ con về con giải nghệ. Ừ. Lại quan con về. Đi vậy. Dạ. Thầy đâu mà thầy đi. Đi về nhanh lên. Được rồi. Nhanh. Thầy Trưởng. Ừ. Thầy cho tôi rút lại đi. Rút bao giờ? Khi lũ bụi tôi gửi cho thầy đó mà. Bụi ăn rồi thì rút hết xong. Đi về nhanh lên. Tội quá thầy cho rồi. Tội tội gì. Đi. Dạ. Chuyện gì? Dạ ta lại con. Cái tội của con là con tha rồi. Chỉ còn có đôi rút. Quan rồi. Dạ. Như mày là trộm của người mà lại đốt nhà, truyền giam lại rồi sau kết án đi tù. Tù thì tù, ở tù sướng hơn. Lại. Dạ. Gọi xã đại giang vào. Xã đại giang. Dạ. Quan rồi. Dạ bấm quan. Chiên ngồi cho chiên ly. Sau về làng khó làm việc chi danh. Tao không có tù là mày. Cho ra. Lại. Dạ. Gọi hết vào. Dạ. Hết. Quan rồi. Thank you.
thằng nọ vào. Sao? Dạ, bấm quan con hầu. Thầy lại nè. Dạ. Cậu xã, cậu giận em lắm à? Thôi, ai dám giận cô? Vì cô là lên mặt kế gì hương xã, giữa lưng cậy có thế quan cơ mà. Tôi cho cô biết, phép vua cũng thua lễ làng. Rồi đây cháy nhà thầy phải ra mặt chuột chứ có gì đâu cô. Cậu xã, thời em đây thân hóa bụa, bán buôn hầm hút, của ngay gian em mắc phải, lỗi lầm. Em có mua lầm á, thì họ lấy lại, chứ có đi đâu đi nữa là cũng ngộ mãi thất tiền thôi cậu ạ. À, cậu xã, lão Trùng Sò ấy, ý giàu có lão hung hăng. Em tưởng là khai lão Trùng Sò, cho quan trị tội lão cho đáng kiếp. Ai ngờ cậu lại thật thà quá. Lúc ở công đường á, quan đánh cậu, làm cho em đây phải khổ đau và hối hận đấy cậu ạ. Thế à? Vậy thì chưa hiểu được lòng nhau còn giận, nên nghe tường là nói là thêm thương chứ. Mình thấy gái không chồng khổ sở đủ đường. Khổ lắm cậu ạ. Tôi thấy cô vất vả lắm. Dạ. Mình muốn nói một chuyện nhưng mà ngại quá chừng. Dạ, chuyện gì cậu cứ nói mà. Tao nói hử? Dạ. Muốn kết bạn yên vui mọi việc có được không? Chết. Cậu xã nói vậy chứ, còn mở xã ở nhà thì thế nào? À, tôi với cô yêu nhau mà chẳng lẽ tôi đem về tôi mách lại với mẹ xã mà cô sợ? Nè, Hến cứ cắn răng mà yêu mình. Mình bặm môi, mình thương Hến. Hai đứa mình cứ đi ngầm vậy. Cậu nói vậy chứ, ai lại lấy thú út voi? Út đằng trước ấy, nó lòi đằng sau đấy cậu ạ. Không sao đâu cô, đừng có ngại. Trước khi kia thầy chẳng nói gì, chứ còn ngày nay thì họ biết Hến là người mèo có Lý Trưởng Đại Giang đó mà. Ai dám rờ tới, như vậy thì cái dù che cũng được cái cán. À, hơn nữa là con đường mua bán cô lại càng dễ dãi hơn chứ. Dạ, tâm sự là nhờ cậu cả mà. Chứ sao? Trùng Sò đâu? Dạ, bốn có con à. Tài vật kia nguyên chủ phát hoàn. Dạ, bấm đỏ hoàn. Con nhận cũng phải làm sao chứ, biết chưa? Dạ, bấm con biết rồi. Vậy thì ra làm tờ nhận, rồi ngày mai sẽ đến đây nhận vật. Dạ. Nói với bà là tôi đi khám điện hòa. Ông đi khám điện hòa chứ không phải ông đi khám con thị hết hả? À, cái bà này liệu lời mà nói, coi chừng là mất thể diện tôi trong lúc này không được đâu nghe. Ông sợ mất cái thể diện của ông vậy thì ông đánh
Xin mời quan tiến hóa nè. Ôi trời ơi, lòng tự dâu sôi lửa đốt mà mắt như chớp giật hối lòa. Cũng biết ông rồi mà. Như ông là đã theo người vất ngập mình à. Ra chi phụ thân tàn à. Ba dạy à, mũi ân ơi là mũi ân ơi. Bà hãy mau trở lại. Còn tôi thì việc quan phải tôi bước ra. Bà nên nghĩ mình là phương diện quốc gia. Đi về đi, chứ bà làm như vậy thì tôi chịu sao nổi tiếng đời thiên hạ. Ông sợ xấu hổ nên ông nói cho phương diện quốc gia chứ gì. Xấu lắm. Ông đuổi tôi về để ông đi theo con thị hết hả? Này đã làm điều dối trá, bây giờ còn tìm cách giấu che chứ. Tôi biết ông rồi mà. Như ông là đấm say phì thuốc lú buồn mê của con thì hết. Ông quyết phụ bạc tôi phải không anh Huyện? Vậy thì ông xem tôi đây này lột hết để mình trần thân trụi cho ông coi. Ừ, để đó rồi đi chứ. Để đó rồi đi mà. Nhờ đâu mà ông có cái con bầy ngà này hả? Tôi đây này, tôi đi mòn đường chết cỏ, hết bộ này đến bộ nọ, hết bộ nọ đến bộ kia. Bây giờ ông văn mong bội nghĩa, ông được buồn này à, ông quay buồn đó. Xin mời quan tuyên phát. Dẹp. Dạ, dạ bẩm quan, dạ cái này. Dẹp, dẹp. Dạ, dạ chúng con xin lui ạ. Cái bà này dữ thật. Ừ, tôi nghĩ cũng phải. Không gian thì đi đâu tối, hay là đi về? Nhưng mà về thì tiếc lắm. Hơn nữa tục ngữ có câu đánh chết nết cũng chẳng chừa. Cứ đi kiếp ra ngoài mượn áo vừa vừa, tìm đến đó thỏa lòng mong đợi. Con đi không có lính có tráng gì, chứ con làm con tướng cả trận con đánh làm gì, xin quan tha tội con. Biết rồi. Dạ.
vì quan đương theo cái bọn gian phi. Dạ. Cho nên quan mặc như thế này là trùm sò nhầm. Dạ. Thôi, quan tha cho đấy. Dạ. À. Dạ. Nè trùm sò. Dạ. Đưa cho quan mượn cái áo quan đi có việc gấp chút. Rồi là mai quan gửi quan trả cho. Dạ bấm lại quan dạ. Áo của con dạ. Con sợ dạ nó hôi. Quan biết rồi. Áo của trùm sò thì hôi rôm hôi rã. Nhưng quan đi có việc gấp mà. Dạ. Đưa đây. Dạ. Nè. Dạ. Chạy cho quan cây đuốc gấp đi. Dạ. Để đi đêm hôm tầm tối sẽ bóc tiền lắm. Dạ. Thôi. Trong sò vào quan đi giữ. Dạ. Đúng rồi. Như vậy là ai rõ ta mến lâu bây giờ cầm đuốc tấu đầu thôn á bỏ dậy cầm đuốc chạy bon bon thở vợ theo trong khó nổi chuồn
khí nè, nó làm gì trống lâu ấy. Này, mình nhận được tin cái là mình đi liền. Chắc là khến chờ mình sốt ruột lắm nhỉ. Dạ thưa cậu, tiệc rượu chào mời Hồng Xuân đón tiếp. Dạ mời cậu vào. Hên này, lâu ngày mong gặp dịp, bữa nay bướm lại cận bên hoa. Dạ. Mình nghĩ mình với Hến mỗi khi gặp thì em cứ kiếm chuyện nói quà lòa, chẳng đâu vào đâu hết. Chi cho bằng hôm nay áp tiện vào cho chắc. Này vào mình nói chuyện tí lên. Được không? Mời chi vậy? Dạ. Này, không có mời đâu. Người ta đến xin hình với cậu ạ. Bây giờ làm sao được? Lâu ạ. Này, cậu xã. Bây giờ làm sao? Bây giờ á, bây giờ cậu chịu khó chui dưới kia kìa. Trời. Đó. Tôi mà chui dưới kia. Và bây giờ không còn chỗ nào để nhanh lên cậu ạ, nhanh lên. Trời, khổ thân tôi. Được tin hết cái là mình đến ngay. Dạ. Cô hết. Dạ. Trong từng giây từng phút mới gặp mặt gặp mày, hôm nay là con dao ngòi bút rảnh tay, nên mình đến đây là chén rượu cuộc cờ vầy bạn. Thôi, bây giờ ta đi vào đây chứ ta. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Dạ thầy ngồi cho em thưa câu chuyện. Có việc gì thì mình vào đây rồi mình thưa với nhau chứ. Dạ, xin mời thầy. À thì được, nhanh lên. Dạ thưa thầy, ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải xử thế nào làm vậy thầy? À, tướng việc gì chứ chọc đàn bà mà ý thế cường hào thì luật quan cũng có khi xử tử chứ sao? Dạ thưa thầy, nghiêm quá thầy. Mấy vụ đó là nghiêm hung lắm. Dạ. Thôi, bây giờ mình vào với nhau đây tí đã. Dạ. Ai đó? Quan đây. Chết, quan huyện. Cô mời quan làm gì? Em có mời quan đâu, quan đến bất ngờ đấy thầy ạ. À. Bây giờ làm sao đây? Dạ thưa thầy, dạ bây giờ ấy, thầy cũng khó chui vào kia kìa. À, chui vào dây khoai à? Dạ, không còn chỗ nào đâu thầy ạ, à, nhanh lên. Dạ. Cậu báo đời quá đi. Sao nó lộng thế? Thế mà được tha ở công đường là có biết nhờ ai không? Dạ bẩm quan, dạ nhờ quan cả đấy chứ. Hey. Như hết là tội khói mang oa trứ, là quan cũng nghĩ chút tình thương. Dạ. Quan đi cái chuyện gấp lắm, cho nên không lính hầu, không điếu trắp vên vang. Dạ. Bây giờ tình chút thỏa trong khi đêm vắng với quan. Dạ bẩm quan, dạ quan cho em thưa câu chuyện đã. Ve mũ hóa ý là xã trưởng thì luật nhà quan phải xử thế nào làm vậy? Tướng việc gì cho còn vê vãn khởi cái chuyện tầm phao. Có nặng lắm cũng đến đòn thác lạc mà thôi. Dạ, 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 dạ.
thì là quan minh quá. Giờ xử như quan cũng sống cho xử như cái đống dây khoai thì là cũng chết. Thì khoai sao lại xử? Dạ bẩm quan, cho đống dây khoai xử còn phải xử tử mà. Chứ khoai sao lại biết xử tử? Dạ thầy đây. Đâu? Dạ đây. Yeah.